Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về cách truyền thông của cái đồng hồ nhiệt V4 của hãng Hyundai. Thì đối với một số cái ứng dụng phức tạp á, thì chúng ta có thể truyền thông kết nối với cái đồng hồ nhiệt, sau đó cho đồng hồ nhiệt nó tự điều khiển nhiệt và không cần can thiệp với các cái thiết bị xử lý trung tâm. Thì trên tay mình đang cầm đây là cái bộ điều khiển nhiệt V4, mẫu mã thì rất là bắt mắt. Về chức năng của con này, mình đang cầm đây là cái mã V4 UMNE A1 A UMNE-A2CTR. Thì đối với cái mã này thì chữ U á, có nghĩa là đa tất cả các loại ngõ vào. Thì nó gồm có loại vào TC, K, J, R, ST, BT100 và JBT100. Đồng thời nó cũng có thể đo được cả tín hiệu là miliampere, volt và milivolt. Nói chung là tất cả các loại đầu dò đọc được cảm biến áp suất thì kỳ đồ hết luôn. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem về cái truyền thông của nó. Để test được á, thì mình sẵn ở đây thì mình sẽ làm một cái demo về một cái ứng dụng mà thấy các bạn hay hỏi, đó là sử dụng cái bo BOC của cái bo của Mitsu có mã là FX3U24MT. Nó sử dụng cái giao thức của FX3U thôi, nhưng mà đồ này là đồ phát, đồ giả. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối nó, xem thử coi khả năng của nó xài được với đồ 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 xịn thì chắc chắn được rồi, còn đồ rẻ tiền thì không biết sao. Bây giờ mình tắt nguồn, mình sẽ kết nối. Đấu nguồn thì chắc chắn mình phải đấu rồi. Ở đây trên cái bo này thì hai cái chân này là chân truyền thông của cái bo là A cộng và B trừ. Đây thì bây giờ mình sẽ kết nối cộng vào A cộng vào A cộng, B trừ vào B trừ theo giao thức của rễ 4 số 5 là chân 13 14 13 14. Đây chân 13 14 13 cộng. Chưa? Rồi khoảng cách truyền thông của cái này á, thì hiện tại theo mình biết á, thì mình đã truyền thông được, mình thấy catalog để giao thức của Mod RX 485 á, thì nó sẽ cho phép truyền thông là 1.200 m, nhưng mà mình chỉ thử được mình đã thử á, thì 200 m thì truyền rất ổn. Còn không biết là các bạn nào truyền xa hơn thì mình không biết là nó có ổn hay không thì mình không rành, tại vì mình từ trước giờ mình cũng chưa có đụng chạm tới cái cái này. Thì mình cấp nguồn vào cho cái bo BC, nguồn ở đây cộng trừ. Đợt mình truyền với tốc độ là 19.200, truyền 200 m á, thì cũng khá là ổn. Rồi còn không biết là truyền xa hơn á, thì giao thức của nó với phần tốc độ truyền của nó có bị ảnh hưởng không thì cái đó mình không rành lắm, nhưng mà mình nghĩ là tài liệu của hãng để bảo là 1.200 m thì mình nghĩ truyền với tốc độ 9.600 thì có thể truyền được 1.200 m. À, còn thiếu một cảm biến. Đây mình sử dụng cảm biến loại K. Loại K. Cộng trừ. Mình sẽ đấu vào hai chân mười 11. 11 cộng 10 trừ. Đây chân 10 11. Do nó là TCK nên mình đấu TCK, còn nó có thể nhận cả BT100 này kia đồ các kiểu hết. Rồi, bây giờ mình tiếp theo là mình bật nguồn lên thử coi nó nhận chưa. Có sắp xếp kịp. Đây, bật nguồn lên. Đầu tiên có đồng hồ. À, đồng hồ nó đã nhận là cảm biến rồi, cảm biến này là loại K. Nếu mà cần chuyển sang số thập phân á, thì chọn K1. Tiếp theo nữa là bật nguồn cho BOC lên. À, bây giờ tiếp theo nữa là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà cài đặt thông số và viết một cái chương trình nhỏ trên BOC để cho nó giao tiếp với cái đồng hồ. Thì mình sẽ chọn cái mình sẽ viết chương trình cho BOC trước và sau đó cài đặt cái giá trị truyền thông vô trong con này sau. Rồi, bây giờ mình bắt đầu mình hướng dẫn các bạn viết chương trình BOC nhé. Và giờ đây là mình đã viết cái chương trình cho cái con BOC này. Thì con BOC này đã nhận giao thức của cả của thằng RX của BOC Mitsu luôn. Thì bây giờ mình sẽ viết giao thức cho nó.
Đầu tiên á, mình sẽ viết cái viết này là đầu tiên là khi bật nguồn WebGL lên thì nó sẽ cho phép chúng ta cài đặt cái giá trị, xét cái giá trị truyền thông là tốc độ là 19.200 8N1 kìa là 8 bit, kiểm tra chẵn lẻ là 0 và tốc bit là 1. Tiếp theo nữa là cài đặt cái thời gian timeout cho nó, mình cài là 300. Thường thì mình thấy các bạn cài là 1.000, 2.000 gì đó thì ở đây mình chỉ cài 300 thôi. Tiếp theo nữa là khi mà mình cài đặt cái này xong á thì bắt đầu vô chương trình chính của mình là chương trình đọc nhiệt và ghi giá trị nhiệt độ. Thì ở đây mình sẽ dùng cái xung nhiệt truyền thông là 100 mili giây, khi mà là 50 mili giây đầu là sẽ đọc cái nhiệt độ từ con bằng cái dụng dùng cái lệnh là IVRD. Thì cái lệnh này nó sẽ đọc cái giá trị tại dung nhớ VX, có dung nhớ giá trị đọc đây là dung nhớ số 0 H0, và cái giá trị đọc được về sẽ trả vào trong D0, và cái số lượng mà đọc thì chỉ một. Khi mà đọc xong thì nó phát hiện cái cờ là đọc xong rồi, là M8123 sẽ set lên, thì mình sẽ reset nó xuống để cho nó hoàn tất cái chu trình đọc. Và tiếp theo nữa là cái lệnh viết xuống, thì lệnh viết xuống thì mình sẽ dùng là nửa chu kỳ sau của cái xung nhịp là 8013, xung nhịp 100 mili giây là 50 mili giây sau sẽ viết. Thì ở đây mình sẽ viết cái giá trị là khi mà viết thì mình sẽ set cái M8122 lên, là gửi cái lệnh xuống là cho cái con đồng hồ nhiệt là mày nhận cái giá trị đi, tao sẽ viết xuống nè. Đó, thì mình sẽ dùng cái lệnh viết là IVR và địa chỉ function 6, viết xuống cái dùng nhớ mà để viết cái giá trị xuống là H67, là cái ô nhớ mà giá trị SV của thằng đồng hồ nhiệt á. Và mình sẽ dùng cái ô D10 mình viết xuống ô 67, số lượng với cái số bit, cái số giá trị mà mình viết xuống thì mình chỉ viết một số tại ô D10 thôi. Thì sau khi mà mình đã viết xong cái giá trị này rồi á, thì bây giờ bắt đầu mình sẽ nạp xuống BLC. Đây, write xuống BLC thôi. Rồi, đóng nó đi. Đâu bây giờ mình mở F3. F3 là mình sẽ online lên. Online lên. Có đọc được chưa? Không. Hình như là nó chưa đọc được. Tại vì mình chưa có cài đặt cái giá trị truyền thông cho cái đồng hồ nhiệt. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình cài đặt cái giá trị truyền thông cho mình, tài cái giao thức truyền thông cho đồng hồ nhiệt. Hồi nãy mình nhớ là 90 19.208N1. Thì tiếp tục mình cài, nhấn nút set với nút mode giữ vào trong cái mục là g.com. G.com đây, bấm nút set để vào. Giao thức của mình là giao thức R mode bit RTU đúng không? Thì bây giờ mình sẽ chọn cái giao thức nó là RTU này. Đây RTU, bấm set một cái. Tiếp theo nữa là tốc độ. Hồi nãy là mình là 19.200 thì mình sẽ dời lên là 19.200 nè. Set lại. Và cái bit chẵn lẻ của mình là mình không có kiểm tra. Và 19.200 RTU, thời gian timeout không cần, địa chỉ 1, tra lên 8. Nó chuyển không được rồi nè, nó chớp chớp cái chữ cơm là nó chuyển được rồi. Mình bấm nút mode một giữ để thoát trả ra. Đây 28, nó chuyển được dưới xuống giá trị 0 do cái dùng nhớ D0 của mình nó dưới xuống D10 chứ. Đây, UC kết nối chỉ cần 2 giây thôi là đọc cái giá trị thì kêu được rồi. Thì bây giờ mình sẽ coi lại trên đây. Rồi, nó lên được rồi nè, 28. Bây giờ mình thử mình test, mình viết cái giá trị xuống cho nó thôi. Mình viết xuống cho nó số 100 đi. Đây, nó xuống số 100 nè. Coi đồng hồ gì xuống chưa. Tốc độ nó nhanh lắm các bạn. 19.200 mà dây cứ xíu vậy thì nó chuyển bấm một cái một xuống một phát còn xuống rồi. Không cần thôi. Chắc độ trễ của nó là 50 mili giây do cái xung nhịp này lâu lâu mình viết đầu của chu trình thì mất 50 mili giây. Để kiểm tra lại lần nữa thì mình bằng cách mình sẽ sử dụng cái đầu dò này. Đầu dò này để kiểm tra được thì bây giờ chắc là mình phải cà nó nghe. Nó lên 29 chưa? Đó, mình cà nó lên này. Đó. Có giá trị về 33 nè.
Đây, 3 4. 3 3 4. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách để truyền thông nó được rồi. Còn cái chương trình này thì bạn chỉ cần chụp màn hình lại và viết theo y chang như vậy là chạy được rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình cái video của mình.